giáo hội vẫn có thể sống trong chế độ nào được, cũng lúc nào cũng công bố tin mừng. Đức Tổng Quốc Nguyễn Francisco Xavier phải cảm phục ngài trong nhà tù, ngài có một kiên trì rất là phục. Và đương nhiên phải là chỉ có Đức Tổng Quốc Nguyễn có nhiều vị linh mục, hay là có những người vậy hả, người ta sống rất là trong những bối cảnh môi trường người ta vẫn tiếp tục vẫn tin tưởng vào Chúa và làm chứng tá cho Chúa ngay cả trong cảnh ngục tù. Vì đó giáo hội công bố cái do đó là tức là giữa một cái thế giới bốc bên xa ngã trụy lạc, chúng ta thành thực nhiều khi chúng ta thấy cũng nản, không nhanh động tính pha thai rồi đủ thứ cả, rồi chém giết bạo lực. Chúng ta nghĩ chúng ta ở Việt Nam chúng ta quá sống ở bên Mỹ xong vậy súng ống ghê gớm quá dễ chết nữa. Do đó chúng ta dễ cái tâm lý là sợ sệt hoang mang nè. Nhưng mà cái nhiệm vụ của giáo hội và của chúng ta đó là phải công bố Chúa Kitô hiện diện, cái vâng là tin mừng của Chúa, nước trời của Chúa. Và vì thế các thành viên của giáo hội được cũng được kêu gọi hả, được kêu gọi là những người đem tin mừng của Chúa, của giáo hội đến cho mọi người. Do đó có những khó khăn, có những cái thế này thế nọ, gia đình thế này thế nọ, nhưng mà làm sao mình phải là đem đến cái đòi cái những cái tin mừng của Chúa ngay trong cái lòng xã hội, là cái trong lòng cái bối cảnh, cái môi trường chúng ta đang sống, nó có những cái thế này thế nọ áp bức bất công xung đột của thứ này, chúng ta phải đem lại, phải công bố cái tin mừng của Chúa này. Chưa tới giờ mà rồi sức mạnh, ok, hay là ưu điểm của cái ma đồ này là nhấn mạnh rất là nhiều và hiểu là việc công bố tin mừng là cái phần quan trọng của cái sống của phục âm. Do đó nhiều khi chúng ta thấy, nhiều khi chúng ta để ý những anh chị em tin lành, người ta go out, người ta reach out, người ta đến với những người này đến người kia, người ta tổ chức những này kia qua những việc người ta làm, là người ta hay là có một số giáo phái người ta đi tỏ cửa, người ta đi như này, thì tất nhiên mỗi một style khác nhau, nhưng mà nhiều khi mình thấy để ý, ngay cả trong giáo xứ vậy đó, có những người chỉ biết đi lễ đi lễ về, lễ xe, không biết cái trung tâm đâu, không biết văn phòng ở đâu, không biết phòng của giáo xứ, chẳng biết xin câu rửa tội, không biết lấy phòng ở đâu, không hiểu. Ngay cả trong nội bộ với nhau mà chưa biết gì hết, đứng ngồi ra ngoài làm chứng cho Chúa này. Thế này trong thôi người ta làm sao, người ta nói sao làm vậy, người ta nói bậy làm thầy, người ta bậy làm thầy, người ta nói sao. Cái yếu điểm của cái ma đồ này là có thể dẫn đến chúng ta một cái sự hiểu biết về đức tin một cách là nó vinh vang. Tôi phải rao giảng với Chúa, tôi phải rao giảng với Chúa, tôi phải rao giảng. Ok. Chúng ta thấy tin lành như là có những người rất là không mà thật sự có, nhưng mà thật sự thời buổi ngày nay càng chúng ta càng phải có những người có cái conviction, cái niềm xác tín, niềm xác tín. Chúng ta thấy như ông Graham, Joe Houston. Austin, cái ông đó là thật sự Kitô hữu nhưng mà nó pha tâm lý rồi này đó thì nhưng mà chúng ta thấy những người tin lành không vậy, nhưng mà nó khổ cái nhiều khi nó không đi nó không đi thường thường, nó không đi đôi với lại công cái sống của họ lãnh lương cao. Có những người rất là trùng giá, người ta sẵn sàng người ta đi qua Ấn Độ, người ta mình giết người nó có, nhưng mà không nhưng mà có số người có những mega church lãnh lương cao thế này thế nọ, rồi cuối cùng chẳng hạn như cái nhà thờ Christ, cái nhà thờ kính á, Church cái gì Crystal Cathedral bên bây giờ là Christ Cathedral của giáo phận Orange, rất là nổi tiếng. Rồi cuối cùng ra rồi chia bè chia phái trong gia đình, kiểu như gia đình trị nào chia rồi lương bổng cả mấy trăm ngàn người chịu nhiều nói, giáo dân sao đóng góp nổi, từ vậy thôi, rồi cuối cùng nó rã. Thì đó, thì
đồng ý là mình cần phải xác tín để mà công bố tin mừng thế này, nhưng mà quá trình mình dễ dàng đi đến cái chỗ là đỡ tội chưa? Chưa đỡ tội là mình trao giả nước Chúa hả? Dĩ nhiên có những lúc không phải lúc nào cũng mềm mà mềm mỏng như nhau, mình phải để ý chút. Và rồi cũng có thể tức là giảm đi, không có nhấn mạnh đủ cái bản chất hữu hình của bí tích, của cái đời sống bí tích. Chúng ta thấy có những cái nhóm gọi là cần ta đặt súng á, nhiều khi đi xa cái đường hướng của giáo hội này. Sau này thì cũng được chấn chỉnh hay là ok. Đây, giáo hội như là tôi tớ, nhà phục vụ. Ở đây chúng ta nói về vấn đề phục vụ. Cái ma đồ này nhìn thấy giáo hội cái sự dấn thân về công bình xã hội nha. Cái đó là cái công bình xã hội rất cái phải hành động để mà để cho thấy cái tầm cái lời của mình phải đi đôi với hành động đó. Đây là cái khía cạnh mà giáo hội hiểu được cái nhu cầu này. Bởi vì giáo hội khi mà công bố nước trời không phải là chỉ nói ơi chết đi rồi thôi chịu khó thôi, kệ nó đàn áp, kệ nó thôi yên lặng ngồi cầu nguyện, không phải vậy. Giáo hội muốn nói vậy, chỉ như phải cầu nguyện, nhưng mà không phải là cứ để cho áp chế tấn công mình phải tự vệ. Tự nhiên giáo hội không có khuyến khích bạo lực, nhưng mà có những cách khác tự vệ để bảo vệ đức tin, để tự bình vực cái công bằng xã hội hả? Xuống đường biểu tình, dĩ nhiên bên Việt Nam bên này biểu tình là nó tống đi tàu đủ thứ. Anyway, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng phải là khi Chúa Giêsu và cái sự công bằng sao, cái đó chúng ta giáo hội không có dạy chúng ta là chưa cái nước trời tương nước trời là chỉ cần là chết mới có thấy nước trời, không phải nước trời hiện ngay bây giờ. Chúa Giêsu nói kinh đồng đó là sao khan, okay. Nước trời ở trong tầm tay đang có, đang hiện diện, bởi vì cái sự hiện diện của Chúa ngay trần gian này. Bởi khi Chúa xuống về trời thì Chúa Thần vẫn tác động, vẫn hoạt động trong giáo hội, trong thế giới này, và chúng ta phải công bố nước trời qua những cho nó hiến cho nước trời. Rồi Chúa xuống nói vấn đề ngày trong ngày thắng xét sao thắng bắt theo trong phúc âm thắng bắt theo có cho kẻ đói ăn không, có cho kẻ khác uống hay không, có đi thăm tù hay không, rõ ràng công bằng xã hội. Rồi cái ưu điểm của cái ma đồ này đó là giáo hội có những người tín hữu sống chân thật với đức tin đó. Chúng ta phải yêu thương nhau. Tới lúc mà đóng góp cho người nạn nhân đủ luôn, không chờ đóng góp nó đâu đi, phải đi đôi với việc làm, phải là thầy tớ, tôi tớ, phải phục vụ những người tín hữu hoạt động cho một thế giới là tốt hơn, và còn nhận được những cái điều xứng đáng. Và công nhận ở đây chúng ta thấy những nữ tu rất là cái vai trò rất là quan trọng, phục vụ bệnh nhân, người nghèo, đủ thứ đó. Chúng ta thấy có những cái yếu điểm của cái ma đồ này nó có thể quá nhấn mạnh cái hành động, một cái chiều cái đức tin, và cái chiều đức tin mình mất đi. Cộng đoàn chỉ có thể là một collection activist, tức là những cộng đoàn đó là chỉ là một cái nhóm những nhà hoạt động cùng cái tư tưởng của mình, cùng cái cách làm việc của mình, mà không niềm tin vào Chúa Giêsu. Do đó nó cũng là chống chiến tranh, tức là có, chúng ta biết có những linh mục là chống chiến tranh nặng, chống vũ khí hạt nhân, rồi chống chiến tranh Việt Nam, rồi thứ xuống đường biểu tình, vân vân. Hay là có những đòi hỏi thế này thế nọ, đó là chưa kể có một số người activist đòi hỏi vấn đề đồng tính đủ thứ ra đó. Rồi một cái ma đồ khác, giáo hội như là cộng đoàn của những người môn đệ Chúa Kitô, cái giáo hội được nhìn xem như là cộng đoàn của những người đi theo Chúa Giêsu, không chỉ ngưỡng mộ Chúa Giêsu nhưng mà phấn đấu trong mọi những điều họ làm để bắt chước Chúa Giêsu cả trong lời nói và hành động. Cái ma đồ này cho thấy rằng là biết rằng khi
khi là cái người môn đệ đó thì biết rằng Chúa Giêsu chịu đau khổ vì cái niềm tin của Ngài, thì và vì thế họ cũng biết rằng họ cái đau khổ là một phần trong cuộc sống của họ. Đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đau khổ, mình cũng phải chấp nhận đau khổ và thánh giá hàng ngày. Cái sự hiểu biết này cũng bao gồm luôn cả việc là tức là cái trách nhiệm cá nhân cũng như tập thể. Nhưng mà accountability theo Chúa, đi theo Chúa mình phải bắt chước Chúa, giống Chúa. Sức mạnh của cái ba đồ này là cái kiến thức nó mạnh mẽ hơn về cái sự chúng ta nối kết, tức là liên kết với Chúa Giêsu, sứ mạng của Ngài và những người khác cùng tin tin. Cái ưu điểm của ba đồ này là có thể trở nên là quá là cái địa phương tính, không có nhấn mạnh về cái bản chất hoàn vũ của hoàng thánh. Ok, mở đèn lên chừng đây. Tôi biết tiền mình là tới đâu không? Tiền gì? Rồi lấy dùm đi. Được cầm sát cho chị. Được chưa? Như đã nói là chúng ta hồi nãy chúng ta thấy nhiều ma đồ hả? Ok. Nhưng mà ở đây nói về giáo hội học, như là chúng ta nói là giáo hội học là nói về tìm hiểu về bản chất hội thánh. Chúng ta nói về giáo hội là còn dân Chúa, giáo hội là sự kiện thông, giáo hội hội tơ, giáo hội là sứ giả tin mừng, đủ thứ là bí tích nhiều á, nhiều hạn là cái năm ma đồ, sáu ma đồ. Thì ở đây người ta nhấn mạnh đến sự hiệp thông, cái cuốn sách này mới nhấn mạnh đến sự hiệp thông và sứ mạng của sứ vụ. Nó là khác, nó lấy hai màu rồi, okay, là khác là sứ vụ. Okay. Thì ok, hồi nãy giờ nói nhiều quá, giờ ai đọc thì nó chỉ đọc thêm lên thầy theo dõi với nhau. Chúng ta có thể nhận ra nơi phụng vụ thánh thể ý tưởng về giáo hội như là sự hiệp thông và sứ vụ. Trong thánh lễ, các tín hữu quy tụ bên nhau với Thiên Chúa Ba Ngôi. Rồi cuối thánh lễ, lời chúc giải tán bằng tiếng Latin, Item Missae. Item Missae tiếng Latin. Có nghĩa là thánh lễ đã kết thúc, hãy ra đi vào thế giới. Ra đi vào thế giới để sống điều đã được cử hành, để mở rộng cộng đoàn hiệp thông huynh đệ, được nuôi dưỡng bằng thánh thể. Hai tài liệu quan trọng trong số 16 văn kiện, 4 hiến chế, 9 sắc lệnh, 3 tuyên ngôn của Công đồng Vatican II năm 1962 đến 1965 đề cập đến giáo hội. Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium nói về đời sống nội tại của giáo hội Ecclesia et Intra, và hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, nói về cuộc sống của giáo hội trong thế giới Ecclesia et Intra. Hai cái nhìn hướng nội và hướng ngoại về giáo hội đều cần thiết và không thể tách rời để nói lên tính cách hiệp thông và sứ mạng của hội thánh. Đời sống hướng nội của giáo hội được thực hiện qua sự hiệp thông của các tín hữu với Thiên Chúa và với nhau. Còn đời sống hướng ngoại của giáo hội chính là sứ mạng của hội thánh được các tín hữu thực hiện trong thế giới. Rồi ở đây chúng ta nói hai cái văn kiện về giáo hội. Thứ nhất là cái văn kiện Lumen hiến chế về tín lý, hiến chế tín lý về giáo hội, hiến chế tín lý về giáo hội về Lumen Gentium, tức là ánh sáng muôn dân. Một hiến chế khác gọi là hiến chế mục vụ, một cái là về giáo thuyết.
doctrine, một cái là về pastoring, tức là hiến chế vui mừng và hy vọng. Cả hai hiến chế rất là quan trọng, nói về đời sống của giáo hội bên trong và hướng bên ngoài, nội bộ và sứ vụ. Và tiếp tục, Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn hiệp thông và sứ mạng. Thiên Chúa Ba Ngôi là một sự hiệp thông của các ngôi vị. Mỗi ngôi vị đều ngang nhau và chia sẻ một đời sống trao ban và đón nhận một cách trọn vẹn. Trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, sự hiệp thông thần linh này được mở ra cho thế giới. Thụ tạo qua sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong trần thế. Nói một cách khác, Chúa Cha sai Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến trần gian để lôi kéo gia đình nhân loại vào sự hiệp thông trong cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tự bản tính, giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha. Nói cho cùng, chỉ trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta mới có thể hiểu được bản chất và sứ mạng của giáo hội cùng những mầu nhiệm khác của đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chính bản thể của Ngài. Vì vậy, đây là nguồn mạch của các mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Đây là giáo lý căn bản nhất và chủ yếu nhất trong phẩm trật các chân lý đức tin. Cái này để trong giáo lý Công giáo. Ở đây nói là Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn hiệp thông và sứ mạng. Ủa, đây không mất tiêu rồi. Số 2 không mất tiêu rồi. Không thấy. Có thấy ngoài không? Trong bên đây được nha. Nó được. Rồi chúng ta biết do đó là chúng ta thấy Thiên Chúa Ba Ngôi là cái nguồn, gốc, cái source của cái hiệp thông và sứ mạng. Chúng ta được hiệp thông với nhau không phải đương nhiên, chúng ta có thể hiệp thông với nhau bằng cách, nếu như chúng ta chỉ hiệp thông với nhau theo cái kiểu của con người là sao, cái contract vậy thôi, đóng tiền ăn vô club, hết tiền ra khỏi club, không phải vậy. Cái sự hiệp thông này là hiệp thông bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi mà là tình yêu. Và vì thế giáo hội mặc dù có cơ cấu phẩm trật của mình, nhưng mà thật sự nó có một yếu tố gọi là siêu nhiên vô hình, hay là yếu tố là mystical dimension, tức là cái chiều kích về bí nhiệm, mầu nhiệm. Chúng ta để ý điều đó. Vì thế tất cả những cái giáo lý về hội thánh hay là tất cả những lý phải quy về Thiên Chúa Ba Ngôi, đơn giản là như vậy. Nói về giáo lý về đời sống gia đình cũng quy về Thiên Chúa Ba Ngôi, sự hiệp thông tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, tất cả như vậy. Và do đó giáo hội xuất phát chính từ Thiên Chúa. Rồi giáo hội, chúng ta đọc xong cái phần này một chút nữa rồi chúng ta sẽ break. Số 2. Giáo hội là hiệp thông của các môn đệ Chúa Kitô. Giáo hiệp hội có hai chiều kích là định chế và bí nhiệm. Và cả hai chiều kích này là những yếu tố cần thiết trong đời sống của hội thánh. Chiều kích định chế liên quan đến việc tổ chức các cơ quan, văn phòng, cơ cấu, các mối tương quan giữa những phần tử trong hội thánh. Chẳng hạn như vai trò của cha xứ với giáo xứ, giám mục với giáo phận, giáo hội địa phương với giáo hội hoàn vũ. Còn chiều kích bí nhiệm đề cập đến sự gắn bó thiêng liêng giữa những tín hữu và một sự chia sẻ đời sống ân sủng trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. A. Sự hiệp thông là mối liên kết sự sống của hội thánh. Để hiểu được trọn vẹn ý nghĩa giáo hội hiệp thông, chúng ta cần tìm hiểu về, thứ nhất, tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thứ hai, sự hiệp thông giữa các ngôi vị Thiên Chúa với con người.
và thứ ba, sự hiệp thông giữa con người với nhau. Thứ nhất, ba ngôi Thiên Chúa là một đời sống hiệp thông tuyệt hảo. Mặc dầu sự hiểu biết của con người về sự sống của Thiên Chúa thật giới hạn và bất toàn, những người Kitô hữu tin rằng chính Thiên Chúa khiến cho họ có thể không chỉ biết một số điều về Thiên Chúa, nhưng còn thông phần vào sự sống thần linh đó nữa. Đúng thế, ngay từ ban đầu, giáo hội đã tiên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Việc tuyên xưng đức tin này được nuôi dưỡng trong phụng vụ đã là căn bản cho các lời nguyện trong các bí tích rửa tội, thánh thể và tin kính, nhằm cố gắng hiểu biết đôi chút về mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội suy tư về giáo huấn của sách Khởi Nguyên trong việc Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Người, Khởi Nguyên đoạn 1 câu 27. Qua đó cho thấy rằng chúng ta chỉ có thể thật sự là con người trong và qua mối tương quan với người khác. Chúng ta nhận ra được căn tính thật của mình như là con người khi chúng ta trao ban món quà chính mình cho người khác và đón nhận món quà người khác cho chúng ta. Nói một cách khác, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba ngôi Thiên Chúa, bởi vì các ngôi vị này chia sẻ sự trao ban và đón nhận sự sống một cách trọn vẹn. Chúa Cha trao mọi sự của Ngài cho Chúa Con, rồi Chúa Con đón nhận mọi sự từ Chúa Cha. Mối dây tình yêu này hoàn toàn hỗ tương và bình đẳng. Có